Em đi ô tô thì kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em lại về thêm được cho mình một siêu phẩm CRX, một chiếc xe Lacetti CRX với full option cho em, với lớp sơn màu xanh. Thì bây giờ em xin mời toàn thể quý khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa, chi tiết hơn nữa về chiếc xe Lacetti CRX này nhé. Ngay từ đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy này, với cụm đèn pha là đèn bi salon siêu sáng, có giải LED định vị ban ngày, đèn gầm đầy đủ, tất cả những đường dập lổ trên thân xe thẳng tắp, không hề có dấu hiệu là bị đâm đụng. Tất cả những đường khớp lối trên thân xe cũng vậy, khớp lối thì cực khít cho em rồi. La răng thể thao 5 chấu dạng phay, kết hợp cho em là 4 bánh ABS, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho mình cả 4 bánh này. Gầm bệ thì không hề bị mục mọt luôn. Một chiếc xe Lacetti CDX với cho em là có cam hành trình, cam lùi, cam 360 trên gương. Khi các bác vào số lùi thì cái cam 360 này nó sẽ hiển thị tất cả, khi mà mình lùi sang trái sang phải nó đều hiển thị trên màn hình nhé. Với một cái lớp sơn màu xanh đẹp rồi, có vỉ chắn mưa, ốp mạ chrome cao cấp ở lẹp chân kính. Bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em Hương đi sâu hơn nữa về bên trong khoang động cơ máy móc này. Trước khi vào trong khoang động cơ máy móc cũng như lọ nội thất thì em quay chi tiết cho mình từng con ốc nhỏ nhất trên cánh cửa này. Phần táp ly không hề bị mò, không hề bị bóng này. Keo chỉ gin cũng như là lốt đinh tán ở trên cánh cửa đây ạ. Gioăng cửa ôm suốt bên cánh cửa không hề thiếu một phân nào. Gương kính cụp chỉnh điện cho em, tay nắm cửa bên đây còn sáng choang. Viền của mạ ở phần bên táp ly cũng vậy luôn, rất là đẹp. 4 quả loa to bản trang bị 4 bên cánh cửa. Kệ bước chân lên xuống còn rất là sạch đẹp nhé. Móc khóa cửa cũng vậy luôn, sáng choang. Sticker của nhà sản xuất đây ạ, vẫn còn nguyên cho em. Từng con ốc bé nhất cũng không hề bị vặn xoáy này. Gương kính thì liền đời theo xe rồi. Gương kính liền đời theo xe. Ghế da là may cho em một bộ ghế da cao cấp với cái tông màu đen và màu vàng bò nhá. Nội thất hàng ghế thứ hai cũng vậy, rất là rộng rãi cho mình. Có luôn cho mình thảm 3D này. Thảm 3D cũng như là thảm rối này. Táp ly cửa phía sau bên đây cũng vậy luôn, đẹp căng cho em. Keo chỉ in cũng như là ốc đinh tán này. Móc khóa cửa thông minh. Với một chiếc xe Lacetti CDX này thì có đầy đủ cho em. Em quay luôn vào đây các bác này, có đầy đủ cho em như là đề lỗ thông minh start stop, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Và có cho em đó chính là cửa lóc. Một cái cửa lóc. Với dòng CDX này em Lê Hương đang bán với giá là 258 triệu đời 2009 bản nhập khẩu số tự động. Trang bị động cơ là 1.6 nhé. Số điện thoại mà em Hương luôn dành cho những buổi cuộc giao dịch đó chính là 0354602790. Đây là số điện thoại duy nhất mà em Hương dùng Zalo để giải quyết tất cả các mọi thắc mắc thông tin cũng như là mua bán ạ. 0354602790. Các bác nhìn cho em này. Tay nắm cửa được ốp mạ chrome ạ. Cái phần tay cầm của cái củ số này, em đã bọc cho em nó một cái mạ. Mạ này giống như kiểu mạ chrome, như là một cái đề can dán vào rồi. Rất là sạch sẽ luôn. Chốt khóa cửa này, mở cốp này, các bác nhìn này, có thể mở cốp ở đây, cũng có thể mở cốp trên chìa khóa điện nhé. Màn hình giải trí OLED siêu to, tắc thanh gió điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Và một điều nữa là chính là túi khí an toàn không thể thiếu này. Gương chống lóa này, cam 360, cam hành trình đầy đủ cho mình, cửa lóc đây. Bây giờ thì em sẽ ra bên ngoài để quay cho mình sâu hơn nữa ở trong khoang, phần khoang cốp cũng như khoang động cơ máy móc nhé. 258 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới đây toàn thể khách hàng nhà mình. Quay sát cho các bác xem từng cái chi tiết như kiểu là móc khóa cửa này, loa rất là to luôn. Ốc bản nè đây các bác nhìn này. Thảm thì cực kỳ sạch sẽ rồi, la răng 5 chấu dạng phay, thể thao đẹp, phanh ABS bó cứng đầy đủ 4 bánh cho em, lốp xe còn khe, các khe rãnh còn rất là sâu luôn. Cốp xe để các bác mở cho em là bấm một cái phím mà. Đó, là cốp đã mở lên rồi. Bản sedan thì cốp cực kỳ to cho em luôn. Khoang cốp thì cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ nhá, các bác nhìn này. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích nốt còn nguyên cho em. Đây ạ. Còn có hai cái chai nước mà bác Tài cũ để làm gì em không biết nữa. Đây ạ, có cả lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích nốt. Quay cho mình luôn cả cái phần keo chỉ ở bên lắp cốp xe này. Thảm chống nóng này, giảm tiếng ồn cho mình.
Có đèn báo rẽ trên cao nhá, gioăng cửa đây đầy đủ không thiếu nhá. Cụm đèn hậu phía sau thì thiết kế to bản, không hề hấp hơi hay là bị mờ nước. Cam lùi đầy đủ cho em. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Các bác nhìn cái phần bô này, độ cái bô thể thao lên như thế này, nhìn rất là khỏe khoắn luôn nhá. Gầm bẹ đây em quay sát cho mình. Bô thể thao rồi. Cụm đèn hậu thì sắc nét cho em. Tổng thể một chiếc xe Lacetti CDX màu xanh cực đẹp, 258 triệu, số tự động đời 2009 và là bản nhập khẩu. Cửa lóc bề lỗ thông minh, cam 360, màn hình giải trí, cam lùi đầy đủ này. Gầm bẹ các bác nhìn rõ cho em này, không hề bị mục mọt gì. La răng rất là đẹp luôn, một cái la răng thể thao. Táp ly cửa phía bên đây cũng vậy luôn, cực chất cho em ạ. Táp ly cửa rất là đẹp luôn. Loa to bản này, từng con ốc nhỏ nhất thì em Hương cũng sẽ quay cho mình. Rất là rộng rãi luôn, một cái xe, chiếc xe chỉ với phân khúc hơn 200 triệu mà đáp ứng đủ cho mình tất cả những cái option mà cần thiết có cho một chiếc xe hơi hạng sang. Tiện ích quá đúng không ạ? Táp ly cửa các bác nhìn này, keo chỉ ghi nốt đinh tán này. Quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem luôn. Nhiều khách hàng tận Long An, Kon Tum chỉ cần qua video của em Hương thôi đã có thể biết được tình trạng xe như nào rồi, để khi mà ra một cái quyết định là chốt xe đúng không ạ? Vì em Hương quay rất là kỹ luôn, từ những thanh gió điều hòa, những cái điều hướng gió này em quay rất là sát luôn. Đề lộ thông minh, túi khí an toàn, cửa lốc cam 360, màn hình giải trí, không thiếu một cái option nào luôn. Điều hòa thì mát lạnh cho em rồi. Trang bị cho em này, có cổng sạc, có tay cổng tai nghe này, tại để nước này, cái bệ chống đã để mỏi tay này. Trong cái bệ này thì sẽ có cho em cổng AUX luôn nhá, và một cái cốp đựng đồ nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, rất là tiện luôn. Tay phanh tay, các bác nhìn cho em này, phanh tay này vẫn còn rất là mới này. Cần số cũng vậy luôn. Vô lăng ba chấu thiết kế vát như thế này, có thêm một cái áo da rồi thì rất là đẹp. Cụm đồng hồ 3D thì hiển thị sắc nét cho em. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng cùng em Lê Hương đi đến khoang động cơ máy móc. Một trong những khoang mà các bác có thể xuống tiền mua xe hay không, nó chính là ở khoang động cơ máy móc nhé. Vâng, và đây là em đang quay cho mình thật nhất, mộc nhất về khoang động cơ máy móc của chiếc xe Lacetti CDX bản nhập khẩu đời 2009, số tự động, trang bị động cơ 1.6, giá em đang bán là 258 triệu. Từ tai đèn các bác nhìn cho em này, thẳng là một lượt, không hề có dấu hiệu đâm đụng hay là ngập nước. Ụ giảm chấn giảm sóc này, các bác nhìn cho em nhé. Máy móc số cực ngon, đi cực đầm xe này. Động cơ là Ecotec, các bác nhìn cho em, phanh ABS dẫn 4 bánh luôn. Phanh ABS nước làm mát, các bác nhìn cho em này. Ụ giảm chấn làm sóc bên đây cũng vậy luôn. Quay chi tiết nhất cho nhà mình xem. Ngay từ cái thảm cũng như là cái lỉ chống nóng này còn nguyên cho em nhé. Không hề hấp hơi, à không hề bị bục, không hề bị lở nhé. Còn nguyên, vừa giảm tiếng ồn vừa giảm nóng này. Lót đinh tán của nhà sản xuất này, keo chỉ ở trên nắp capo, các bác nhìn thật kỹ cho em. Khoang động cơ máy móc thì không còn một điểm nào che lỗ rồi. Xe em bán ra luôn cam kết cho mình là không đâm đụng, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ luôn cho mình. Vừa rồi thì em Lê Hương ô tô Hải Dương đã quay cho mình một video chi tiết nhất về một chiếc xe Lacetti CDX đời 2009, số tự động, 258 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới tay khách hàng. Những bác nào thật sự quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi ngay cho em qua hotline 0354602790 hoặc inbox qua Zalo cho em cùng cái số đấy luôn nhé. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần alo cho em sẽ gửi định vị cho mình để các bác có thể đến một cách dễ dàng nhất. Video của em đến đây là hết rồi. Và em xin phép được đọc lại thông tin của xe. Một chiếc xe Lacetti CDX đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, 258 triệu là giá Lê Hương đang chào bán nhé. Full option cho mình, cửa lóc, cam hành trình, cam lùi, đề lộ thông minh, không thiếu một cái option nào đâu ạ. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại. Các bác nhớ rằng hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0354602790 ạ. Xin chào và gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo.